Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết vừa can thiệp nội soi tị mật ngừng dòng RCP cho bệnh nhân nam NTQ 59 tuổi, chú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Cụ thể tối ngày 5 tháng 7, bệnh nhân được chuyển vào khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trong tình trạng đau bụng kèm sốt và được chẩn đoán nhiễm trùng đường mật. Bệnh nhân sau đó được chuyển về khoa nội tiêu hóa để điều trị, chờ làm RCP chương trình can thiệp giải quyết tắc mật. Thông tin từ người nhà cho biết bệnh nhân có tiền sử mổ sỏi ống mật chủ cách đây 6 năm, được đặt stent dẫn lưu do bị sẹo hẹp đường mật và làm tắc mật tại một cơ sở y tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, bệnh nhân có khám một lần và đã thay stent, lần tay khám tiếp theo thì quên nên đã để stent trong đường mật suốt 2 năm nay. Tại khoa Hà nội tiêu hóa, sau một ngày theo dõi các bác sĩ phát hiện tình trạng nhiễm trùng đường mật vẫn tiếp tục và có những diễn tiến nặng hơn. Tiến hành hội chuẩn chuyên khoa, các bác sĩ quyết định can thiệp RCP bán cấp, xử lý tình trạng nhiễm trùng cho bệnh nhân trong ngày 6 tháng 7. Sau khi can thiệp dẫn lưu, mật bệnh nhân đã nhanh chóng hết sốt, giảm đau bụng, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt. Chúng tôi đã điều trị cho bệnh nhân này theo đúng hướng dẫn của Tokyo Good Life 2018 và phát đồ của Bộ Y tế về viêm đường mật. Theo khuyến cáo này, thì phương pháp ưu tiên hàng đầu để giải quyết tắc mật trên những bệnh nhân này là nội soi mật tụy ngược dòng ERCP. Với kỹ thuật này, chúng tôi đã giúp cho nhiều trường hợp bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch, người bệnh được điều trị kỹ thuật cao mà không cần phải đi xa như trước đây. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Tấn Toàn, trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam nói. Bác sĩ Toàn cũng khuyên cáo người bệnh khi được điều trị cần chú ý tuân thủ lời dặn của bác sĩ và tái khám đúng hẹn, giữ lại giấy tờ khám cũ để khai báo chính xác nhất cho bác sĩ. Như trường hợp bệnh nhân nêu trên, nếu không đến viện kịp thời thì có nguy cơ cao đe dọa tính mạng do stent bị bỏ quên.